Xin chào mọi người, nhất là những người tuổi Hợi. Đây là video clip anh ba tử vi làm về tử vi của tháng 3 âm lịch, tháng Bính Thìn đối với năm Mậu Tuất 2018. Tháng 3 âm lịch đối với người tuổi Hợi thì cũng có rất là nhiều điều tốt đẹp. Bên cạnh những cái khó khăn với những cái tuổi không có hợp thì không phải là người tuổi Hợi nào cũng hợp với tháng Bính Thìn, mà không phải người tuổi Hợi nào cũng bị xấu với tháng Bính Thìn đâu. Thì bên cạnh là những cái tuổi được cái này thì mất cái kia, thì cũng có cái tuổi sẽ đem lại nhiều khó khăn. Báo hiệu nhất là nữ mạng sinh năm 1983, tuổi Quý Hợi. Thì em có làm rõ ràng từng cái thì mọi người phải chú ý theo dõi để mà có thể có được cái thông tin về tử vi mà ứng dụng cho cái tháng Bính Thìn một cách tốt nhất, làm ăn có tiền, sức khỏe mình dồi dào và được vui vẻ với gia đạo. Đầu tiên hết, đối với cái người tuổi Hợi, có thể nói là các bác tuổi Đinh Hợi, sinh năm 1947, tuổi này là Quá Sơn Chi Trư, tức là lợn ở trong núi, có mệnh ốc thượng thổ. Thì do là con chưa có làm cái tử vi của cả năm cho những người sinh năm 1947 Đinh Hợi, cho nên thì con có nói sơ lại cái vận hạn của cả năm Mậu Tuất đối với cái người tuổi Đinh Hợi này nó như thế nào. Nam mạng tuổi Đinh Hợi đối với cái năm Mậu Tuất đó thì có được cái sao là sao Mộc Đức, may mắn phúc lộc tốt. Mạng là mạng thổ, gặp năm mộc là bị tương khắc, mộc nó khắc thổ, không tốt cho bổn mạng. Vận niên là kê giáp viên, gà về vườn tốt ha, được hưởng những cái thú vui ăn lạc. Nạn là huỳnh tiền, phòng bệnh nặng vào những cái tháng giữa năm, những cái tháng mà hỏa nó thật sự quá vượng ở trong cái năm hỏa vượng này, đó là tháng 5 và tháng 6 âm lịch, là hai tháng là bị gọi là hỏa vượng ha, gọi là gì thiên thượng hỏa, hỏa quá nhiều sẽ gây cho các bác cái sự khó khăn. Thiên can đinh gặp mậu là bình thường, nhưng mà đinh là thuộc hành hỏa, mậu là thuộc hành thổ, cho nên là nạp âm ngũ hành đó là của nó là sinh nhập, cho nên là có lợi cho cái việc mà gia đạo tiền tài. Địa chi Hợi gặp tức là bình hòa, không có gì cả. Nữ mạng của tuổi Đinh Hợi đó là mạng là mạng ốc thượng thổ, gặp năm bình địa mộc, tức là mộc khắc thổ, bổn mạng cũng có những cái việc không có được suôn sẻ, có thể là đang bệnh nạn. Sao là các bác nữ thì gặp sao thủy diệu, có chuyện buồn phiền. Hạn thì toán tập trở ngại va bắp, thậm chí là va bắp đến bệnh hoạn. Vận niên thì cũng giống như các bác nam, thì các bác nữ là kê giáp viên, gà về vườn tốt. Thiên can đinh mậu cũng vậy, bình thường cũng như các bác, đinh hỏa mậu thổ thì cho nên là sinh nhập, vẫn có lợi về gia đạo, về tiền tài, về công việc. Nhưng mà nghĩ với cái sinh năm 1947 thì con nghĩ các bác là giờ chỉ ngồi chơi xơi nước, cầu sức khỏe là được rồi, chứ còn nói làm lụng gì nữa đâu ha. Địa chi Hợi gặp tuất thì bình hòa. Như vậy thì rõ ràng là các bác nam may mắn hơn các bác nữ ở trong cái năm này. Các bác nam được sao Mộc Đức chiếu mạng, còn các bác nữ thì gặp sao thủy diệu, có chuyện buồn không có vui trong lòng ha, còn gặp cái hạn toán tập nữa, trở ngại va bắp nữa, thì nó không có được tốt đẹp lắm. Tháng 3 âm lịch, tháng Bính Thìn là một tháng thổ, như vậy mệnh là cả nam lẫn nữ của Đinh Hợi là mệnh thổ, cho nên là cùng hàng, bản mệnh sức khỏe ổn, có bệnh thì cũng dễ dàng vượt qua. Như vậy là sức khỏe của tháng 3 thì các bác khỏi phải suy nghĩ, không cần phải quan tâm lắm ha. Thiên can đinh với bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, nhưng mà xét về mặt ngũ hành đó, là cả bính và đinh thì đều là thuộc ngũ hành hỏa hết, cho nên là có thể nói là ngũ hành đồng hàng. Thiên can được ngũ hành đồng hoàng hàng thì mọi diện nó tốt đẹp cho công việc, nhưng mà như đã nói, các bác mà sinh năm 1947 thì không có làm gì nữa, cho nên thiên can có được tương hợp đi nữa thì nó cũng không có gì. Địa chi Hợi với Thìn
tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp. Nhưng mà nạp âm ngũ hành của hợi là thủy, mà nạp âm của thìn là thổ, mà thủy nó khắc thổ, dễ sinh buồn phiền cho gia đạo. Tháng 3 này có được nhiều cái điều tốt đẹp thì bên cạnh đó gia đạo cũng có một chút không có vui vẻ đối với tuổi đinh hợi, cả bác nam cũng như bác nữ. Tiếp theo là người tuổi hợi, các anh chị này thì chắc là còn đang làm việc. Người kỷ hợi sinh năm 1959, thì em cũng vẫn chưa làm đến cái tuổi này, cho nên là em sẽ nói sơ luôn là cái tử vi của cả năm đối với cả nam lẫn nữ tuổi này, sau đó thì em mới tính vào cái tháng này nó như thế nào. Thì các anh là mạng bình địa mộc, cây sát đất, thì năm nay cũng là năm bình địa mộc luôn. Như vậy các anh là bình địa mộc âm, còn năm nay bình địa mộc là bình địa mộc dương, cho nên là mộc đồng hàng, khỏe sức khỏe không phải là vấn đề. Các anh gặp sao văn hớn, rối rắm nạn tai, hạn thì thiên la, tinh thần bất an, vận niên thì không có may mắn, mã ngộ đau tức là ngựa trúng thương, vận niên rất là xấu. Kỷ mậu thì bình hòa, ngũ hành thì kỷ với mậu quá là cục hành thổ, cho nên là thuận lợi trong công việc. Địa chi cả năm hợi gặp tuất là bình hòa, không có chuyện gì, gia đạo cũng không phải là một cái năm mà đem lại nhiều buồn phiền hay là đem lại những cái điều mà các anh không vui. Nữ mạng thì các chị cũng là bình địa mộc, thì như đã nói các chị với các anh nam thì cũng là mộc mà. Sao thì các chị không có ngon lành như các anh nam, quất cái sao la hầu, người ta gọi nam la hầu nữ kế đô, nhưng mà nữ nắm sao la hầu này thì bị giảm 50% cái sự xấu đối với bổn mạng của mình. Tuy nhiên cái sao la hầu mà gặp nữ thì hay ốm đau và hao tốn tiền bạc. Hạn thì diêm vương, tức là bệnh hay ra máu. Vận niên mã ngộ đau, ngựa trúng thương cũng xấu luôn. Thiên can kỷ mậu cũng giống như nam, hợi tuất thì cũng giống như nam, tất cả mọi thứ. Như vậy thì rõ ràng là trong năm nay đối với người kỷ hợi sinh năm 1959 thì cả nam lẫn nữ đều có sao chiếu mạng không tốt, vận niên không ổn, hạn thì không, cũng không có ngon lành luôn. Địa chi thì bình hòa, thiên can thì cũng đồng hàng thôi, không có được tương sinh, không có gì giúp đỡ cho làm cho cái đối trọng để mà gỡ lại những cái mà xấu mà các anh các chị mà gặp phải. Cho nên là gặp cái tháng này, vận vào cái tháng này thì rõ ràng là để xem coi nó như thế nào. Thì đầu tiên hết là mạng đi, các anh các chị là mệnh mộc, tháng thì tháng thổ, mộc khắc thổ, bản mệnh khắc tháng, cần phòng bệnh, bổn mạng gặp khó khăn. Dù là mình khắc nó khắc mình đi nữa thì hai thằng mà khắc nhau là không tốt rồi. Hai thằng mà nó chém lộn với nhau là mình cũng phải sức đầu mẻ trán, cho nên là cần cẩn thận. Thiên can kỷ bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên thiên can chữ kỷ thuộc thổ, bính là thuộc hỏa. Như vậy mà xét về mặt nạp âm ngũ hành thì hỏa nó sinh thổ, tức là bính nó sinh ra kỷ, cho nên là công việc cũng có thể là suôn sẻ, không có việc gì lớn ảnh hưởng đến cái công việc của các anh chị. Tiền tài cũng có, vẫn có thu nhập như bình thường. Địa chi hợi thìn, tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung luôn. Nhưng mà về nạp âm ngũ hành thì cũng giống như các cái ấy thôi. Hợi thì thủy, thìn thì thổ, như vậy là thủy nó thổ nó khắc thổi thủy, cho nên là địa chi nạp âm ngũ hành đó thì tương khắc, dễ sanh buồn phiền ở trong gia đạo, cho nên là cần cẩn thận đề phòng những cái việc mà con cái nó làm không vui vẻ, thậm chí là vợ chồng có xích mích, cho nên là các anh các chị cần cẩn thận. Rõ ràng tháng bính thìn đối với người kỷ hợi sinh năm 1959 này thì có vẻ là các chị gái sẽ chịu thiệt thòi hơn, do là vướng cái sao la hầu, một cái sao khá khó khăn trong công việc, thì không có đến nỗi nào là quá khó khăn về mặt công việc, do là thiên can của cả năm cũng tốt và thiên can của tháng thì cũng tương sinh, cho nên là có thể nói là công việc không quá là vấn đề. Nhưng mà các chị cần để ý, sao la hầu thì nó là ốm đau hay hao tốn nữa,
cho nên mà gặp mộc nó khắc thổ mạng của tháng, mạng của các chị khắc tháng thì cẩn thận cái việc bệnh đạn ha. Rồi tiếp theo của người tuổi Hợi là người tuổi Tân Hợi, sinh năm 1971. Các anh các chị tuổi Tân Hợi này mới trải qua tháng gọi là tháng Ất Mão, tháng 2 chưa trải qua nữa, hôm nay là mới có ngày 24 tháng 2 thôi. Thì nó là người ta nói Hợi Mão Mùi tam hợp, thì nó cũng có những cái việc thuận lợi, bên cạnh những cái khó khăn là do cái chữ các anh là các anh các chị mệnh Kim mà gặp tháng Thủy, cho nên là sinh xuất có thể là bệnh nạn nhẹ nhẹ nhưng mà cũng không có đến nỗi nào. Thì đến tháng 3 này á, thì do là các anh các chị là em đã làm cái tử vi của cả năm Mậu Tuất rồi, cho nên em sẽ không nói đến cái việc đó nữa, các anh các chị tự xem ha. Nếu như ai chưa xem hết cái video thì tự xem. Mạng của các anh các chị là mệnh Kim, tháng là tháng Bính Thìn, tháng Thổ, tức là tương sinh về bổn mệnh. Thổ sinh Kim, bản mệnh được tương sinh, các tinh quân tốt trong tử vi được hưởng lợi là nó sẽ phát sáng ra. Thiên can á, thì chữ Tân á, của các anh chị á, là ngũ hợp với lại bính, bính hợp Tân. Đây là sự hợp uy thế về chữ trí, vừa được tương sinh bổn mệnh, vừa được ngũ hợp về thiên can, rõ ràng là các anh các chị đang được hưởng lợi khá nhiều từ tháng này. Địa chi á, thì như đã nói ở trên, Hợi thì Thủy, Thìn thì Thổ, hai cái Hợi Thìn thì không có tương khắc tương xung gì cả, nhưng mà về nạp âm ngũ hành thì Thủy với Thổ nó sẽ khắc Thủy, cho nên là gia đạo sẽ có trục chặt chút chắc một tí xíu thôi chứ không quá nặng nề. Như vậy là rõ ràng là các chị gái có, hoặc là các anh trai có cái sao hạn không tốt đi, có cái sao chiếu mạng không tốt, nhưng mà các anh các chị, như các anh đi, các anh là gặp sao Thủy Diệu đi, thì có sao có chuyện buồn có chiếu mạng không tốt mà được cái bổn mạng mình tương sinh rồi á, tử vi là thuộc ngũ hợp, như vậy á, thì khỏi làm sao mình không được cái nhiều điều mà thuận lợi. Rồi tiếp theo là các anh chàng chị gái tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Thì mình đã làm cái này cho các bạn rồi ha, cho nên tử vi của cả năm cho các bạn coi rồi, thì các bạn ứng dụng đó mà coi, thậm chí là từng tháng mình cũng đã làm rồi, nhưng bây giờ mình nhắc lại thì mình làm chung vô, thì mình làm luôn, thì mình nói sơ. Thì mệnh á, là mệnh các anh các chị thì là mệnh Thủy, gặp tháng Thổ là Thổ khắc Thủy, tháng khắc bản mệnh, cẩn thận sức khỏe và bổn mạng để phòng tai nạn. Nữ mạng á, thì sao Thủy Diệu này á, có chuyện buồn á, cho nên là cần để ý nhiều thứ ha. Thiên can Quý với Bính á, thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên ngũ hành của thiên can á, là Quý là Thủy, Bính là Hỏa, cho nên là Thủy nó khắc Hỏa về nạp âm ngũ hành, cho nên là công việc rất dễ sinh hao tốn. Nhiều khi thấy nó thuận lợi bề ngoài thôi, nhưng mà nó hao tốn bên trong nhiều thứ lắm, cho nên là cẩn thận tháng này ha, các anh các chị Quý Hợi đừng có mà nghĩ là suôn sẻ. Địa chi thì cũng giống như là thiên can, về tử vi thì không thấy gì xung hại hết, nhưng mà về nạp âm ngũ hành thì Hợi Thủy, Thìn là Thổ, cho nên là Thổ nó khắc Thủy, cũng có thể là đem đến nhiều chuyện buồn lòng, không có vui vẻ. Như vậy là rõ ràng là tháng này là tháng các anh các chị là Thủy, toàn là bị Thổ khắc Thủy không, mạng Thổ khắc Thủy luôn. Thiên can Quý là Thủy, Bính là Hỏa, Quý khắc Hỏa, Thủy khắc Hỏa, rồi xong. Tới ở dưới Hợi và Thìn, Hợi Thủy, Thìn Thổ, về mặt nạp âm ngũ hành là bị tương khắc nhiều thứ, cho nên là nhìn vẻ bề ngoài của người Quý Hợi tháng này có thể là nó sẽ không có chuyện gì, nhưng thực chất bên trong nó nhiều cái vướng mắc mà có thể là đem qua nó âm ỉ, nó cháy giống như đống rơm, nhìn ở ngoài nó không cháy nhưng mà bên trong nó cháy hết rồi, cho nên là cần cẩn thận nhiều thứ ha, chứ để mà hả nó âm ỉ thì nó mới khó dập, sẽ dẫn đến nhiều cái tai hại lắm. Người tuổi Hợi tiếp theo đó là người Ất Hợi, sinh năm 1995. Mệnh là Sơn Đầu Hỏa. Do là mình chưa làm cái người tuổi Hợi
tử vi cho người tuổi hợi cả năm Mậu Tuất, cho nên mình sẽ nói sơ. Nam mạng của Ất Hợi là mạng sơn đầu hỏa, gặp năm bình địa mộc là tương sinh mệnh, bổn mệnh có thể tốt đẹp. Hai, đó là cả năm. Gặp sao thì là sao văn hớn, rối rắm nạn tai. Hạn thì thiên la, tinh thần bất an. Vận niên thì mã ngộ đau, ngựa trúng thương, xấu. Thiên can Ất gặp Mậu là bình thường. Tuy nhiên Ất là mộc, Mậu là thổ, gọi là tương xung. Vì là mộc nó khắc thổ. Địa chi Hợi Tuất là bình hòa, không có gì cả. Đó là các anh nam của Ất Hợi. Còn các em nữ Ất Hợi nữ mạng là sao mệnh cũng được tương sinh, đó là mộc sinh hỏa, các em mệnh hỏa mà. Sao lại dướng sao La Hầu. Sao La Hầu là rối rắm đau ớn. Hạn là Diêm Vương, bệnh đường máu huyết. Vận niên là mã ngộ đau, ngựa trúng thương, xấu. Như vậy là các em gái của tuổi Ất Hợi rất là xấu. Vì dướng sao La Hầu. Mà sao La Hầu thì xấu cho nam nhiều hơn xấu cho nữ, cho nên là cái sự xấu này nó chỉ còn có 50% thôi. Cho nên có thể nói là chủ yếu là đau ốm và hao tài. Nhưng mà tuổi Ất Hợi này thì chắc là đang đi làm là nhiều, mới đi làm khởi nghiệp, đâu có đầu tư cái gì đâu mà hao tài. Có đi nữa thì cũng là vừa vừa, vài chục triệu thì nó cũng không đến nỗi nào ha. Xét như vậy đó là cả năm. Bây giờ mình chuyển xuống từng tháng có như thế nào. Tháng thì các em mệnh hỏa, tháng Bính Thìn là tháng thổ, tháng 3 âm lịch Bính Thìn là thổ. Như vậy là hỏa sinh thổ, bản mệnh sinh xuất, sức khỏe suy yếu, cẩn thận. Nhưng mà rất may cho các em, như đã nói là năm nay là năm Can Mậu thì thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa cho nên hỏa vượng. Cho nên sinh xuất ra thổ thì nhờ năm hỏa vượng, các em mạng của các em cũng không có quá nguy nan, có bệnh thì cũng nhẹ nhàng, không có việc gì xảy ra hết. Thiên can Ất Bính là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng thị chủ. Tuy nhiên Ất thì thuộc hành mộc, Bính thuộc hành hỏa, cho nên là thiên can sinh xuất công việc dễ có hao tiền, nhưng mà hao tiền nó không quá lớn, không quá nặng nề ha. Rồi địa chi Hợi Thìn cũng vậy, tự chủ bình hòa, không hình hại, không tương hợp, không gì hết. Nhưng nạp âm ngũ hành là Hợi Thủy, Thìn Thổ, cho nên là thổ nó khắc thủy. Như vậy là gia đạo nó có vấn đề. Có thể là đem việc buồn phiền về tình cảm. Tuổi này thì yêu nhiều, chứ cưới thì chưa bao nhiêu. Cho nên là có thể là việc gia đạo, anh chị em trong nhà gì đó làm cho mình buồn phiền, ấm ức. Nhưng hoặc là công việc, sếp chửi đâu này kia liên quan đến tinh thần nhiều hơn. Rõ ràng thì với cái sao La Hầu chiếu mạng thì các bạn nữ nên cẩn thận nhiều điều ở trong cái tháng này về bổn mạng, về sức khỏe, và đặc biệt là cẩn thận việc tai nạn. Còn các nam thì sao văn hớn thì rối rắm nạn tai thì cũng như vậy thôi. Nhưng mà sao văn hớn này lại là thuộc hành hỏa, cho nên là nó không có quá tác dụng xấu, nhưng mà đối với nữ thì nó sẽ tác dụng rất xấu. Sao La Hầu thì nó thuộc hành kim, kim nó khắc hỏa, hỏa nó khắc kim, thì nó đốt nhau, đối chọi nhau, cho nên là sẽ rất là phiền toái. Như vậy trên đây là tử vi của tháng 3 âm lịch, tháng Bính Thìn năm 2018, năm Mậu Tuất. Đối với những người tuổi Hợi thì cũng có, như đã nói, thì cũng có người tuổi Hợi thật sự tốt, mà cũng có người thật sự xấu. Trên đây chỉ là những cái tổng hợp từ sách vở tử vi của nhiều ngàn năm trước ông bà chúng ta để lại, thì anh chia sẻ đến với mọi người để mọi người có ứng dụng vào cuộc sống, để có cuộc sống mà tốt hơn, biết cương nhu hơn trong làm ăn cũng như là trong cuộc sống, để có mà tiền tài danh vọng. Video đến đây đã hết. Nếu như ai xem thấy hay, xin bấm like và chia sẻ bên dưới. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi, nhớ bấm đăng ký để đón chờ những cái tử vi có thể là tuổi của anh chị em, bạn bè và người thân của mình. Rất vui mọi người đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye.